Xin chào các bác, có một đôi loa phải nói là quá đẹp và hay để nghe trong không gian nhỏ đây. Đó là đôi loa SX77. Đôi loa này cách đây khoảng 1-2 năm tôi đã từng bán đôi loa này. Nó ít xuất hiện, nó là một đôi loa kích cỡ kiểu dạng loa Buxell. Nhưng nó chất hơn loa Buxell, nó có tận 3 loa. Và nó thiết kế hình thức phải nói là cực kỳ bắt mắt. Đôi loa này nếu mà nó phóng to ra tầm bát 30-35 thì nó phải nói là rất phê. Nhìn qua đôi loa này nó gần giống cái nước sơn của cái dòng loa 180A, Pioneer 180. Còn đôi loa này là SX77. Giá của đôi loa này là 7.500.000 đồng anh em nha. Bãi zin tuyệt đối và nó cùng đôi luôn, cùng series. Chút nữa tôi sẽ cho anh em xem nội thất bên trong, nội thất bên trong của nó. Cách đây khoảng 1 tuần tôi đã bán một đôi có mã là X55. Hôm nay có X77. Đôi loa này giá chuẩn là 4.500.000 đồng. Lỗ thông hơi ở mặt trước, thông số kỹ thuật cũng là 100W tối đa, nhưng nó ghi vậy thôi. Và cái này nó có thể xoay được, chép xoay, chép điện, điện hay là cái gì đây, xoay được, rất điệu đà. Nó thiết kế cái mặt loa phải nói là rất sang trọng. Bát 20, màng carbon và gân là gân mút cao su. Đã thay, không thay thì nó đã mục rồi. Đó. Mặt trước, mặt sau đều rất tinh tươm nhé. Thuộc dạng đẹp xuất sắc. 628. Đây là thông tin 6.3 ohm, 35-100W. Đôi loa này nó nghe nó cực kỳ chắc chắn, bởi vì nó là dòng loa thiết kế loa rời, nó dạng giống như loa Buxell. Cái cấu tạo nó không khác gì một đôi loa to khác về vào bên trong. Nặng, gấu. Cho anh em xem nội thất ngay sau đây. Tháo ốc ra, bây giờ mời anh em xem nội thất bên trong, xem nó như thế nào nhé. Xem đôi loa đẹp như thế này, giá 4.500.000 nó có ra gì không. Đôi loa này thì tôi đã bán lần này lần thứ 3. Ngày xưa đôi loa này tôi bán thuộc dạng tranh nhau đôi loa này. Tranh nhau luôn, còn thời điểm này thì không biết được. Không biết các bác có tranh không? Chắc không tranh. Thì bây giờ nhiều người bán rồi. Ngày xưa phải nói là đôi loa này đăng lên, tôi vẫn nhớ là đôi loa này tôi bán cho một bác khách hàng ở Bắc Ninh 3 năm rồi. Và một đôi giống hệt này cho một bác khách hàng ở Hà Nội. Bác khách hàng Hà Nội thì cũng đã mua vài sản phẩm và có mua đôi loa này. Nó chất, nó gấu. Nó chất, nó gấu thể hiện ở đây. Đó. Bát 20 màng carbon. Tuyến loa đẹp. Tuyến loa đẹp xuất sắc. Hôm nọ tôi đã quay đôi 55 thì về kiểu dáng nó cũng gần như thế ạ. Đây là bên trong bông phân tần. Đó. Nó là loa chuyên nghiệp chứ không phải. Có nghĩa là nếu mà một đôi loa dàn đại, nó có những đôi loa có kích cỡ bát 25, kể cả bát 25 nhé, thì không bao giờ so sánh với chất lượng được của đôi loa này. Mặc dù đôi loa này bát 20. Tại sao? Bởi vì đây là loa rời, sản xuất rời. Còn loa dàn thì chất lượng âm thanh nó sẽ không bằng được. Mặc dù nó cũng hay trong tầm tiền, nhưng nó sẽ không thể bằng được. Đó. Nhện loa. Tối bên trong nên là sẽ khó nhìn. Đấy. Đó là những gì em nó có ở đây. SX77. Nói là nó mới, gần như là mới sản xuất các bác nhỉ. Cái bông này nó quá mới luôn. Vì nó không có cái gì nó tác động vào nên là nó còn mới, sắt si 7 màu. Logo của Pioneer. Đó. Cũng to, nặng. Sau đây thì lại đấu loa để mời anh em nghe qua. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại. Thưởng thức chất âm của em đó, tôi đã đấu dây loa SX77, 4.500.000 đồng, bãi zin tuyệt đối. Loa phải nói là cực kỳ đẹp về thiết kế và độ đẹp đến ngày hôm nay.
là quá xuất sắc luôn. Loa ba được tiếng bass 20, loa Buxell như làm kiểu dáng giống như một đôi loa to. Ba đường tiếng, thật ra ba đường tiếng thì nhìn nó đẹp hơn thôi, và kể cả hai đường tiếng thì nó vẫn ra đầy đủ các giải bass như chép. Loa Bing thì nó cũng nhiều hãng làm chỉ có hai đường tiếng. Chép này có thể xoay. Củ loa thì tôi đã có video cho các bác xem từ trước rồi. Nó đọc ở trên này. Loa này nó hay thật sự luôn các bác nhé. Về chất âm phải nói là nó hay thật sự luôn. $4,500,000 là giá tại cửa hàng, không bao ship, không bao cước. Địa chỉ rất rõ, anh em có thể đến tận nơi mua. Thùng vách cứng cáp, nó đánh tiếng nó chắc, nó hay. 35-100, 6.3W. Anh biết tên nơi nào, hạnh phúc vẫn chia đôi đường. Đường em đi mãi cách xa con đường của tôi 90 mét vuông, tôi vẫn mở cho bác nghe dần dần.